Con à? Ôi, con này nó quen đấy. Vuốt đi. Dâu Tây ơi, con có biết hôm nay là ngày gì không? Con có biết không? Thỏ có biết hôm nay là ngày gì không? Thử hỏi bố xem nào. Sao con đoán thế? Lý do gì? Rõ. Cái đoạn đấy nhỉ? Conan à? Ừ. Thì đoạn như Conan nhỉ? Giữ miệng gì? Thế con hỏi bố là con đoán thế có đúng không? Cái gì đấy? Thế là thế nào? Bố ơi, bố.